siêu thị Tại Gia, trung tâm mua sắm tại nhà. Hướng dẫn lắp ráp máy chèo bồ cơ Elip 2013. Bước 1. Lắp cột chống vào khung trước. Sử dụng ốc để siết chặt các mối nối. Tiếp theo, lắp cột giữa. Bước 2. Lắp khung chính vào cột chống. Lắp cao su bảo vệ vào khung chính. Sử dụng ốc cố định. Lắp ống nối vào khung chính. Kết nối dây điều khiển. Bước 3. Lắp tay cầm thiết đất vào đĩa xay. Hãy subscribe.
Sau đó lắp đĩa xay vào cột giữa, sử dụng ốc chích để siết chặt. Bước 4. Lắp hai bàn đạp và xi lanh vào cột giữa. Lắp rồng rồng vào bàn đạp. Bước 5. Lắp thanh cầm ngang vào cột giữa. Nối các đầu dây điều khiển với nhau, sau đó lắp tê vịn ở phía bên trái và bên phải. Bước 6. Lắp bảng điều khiển vào cột giữa.
Lắp tay cầm vào cột giữa.